Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm kem chuối mít vịt dẻo mịn béo thơm. Với cách làm thì đơn giản nhanh gọn mà mình không cần phải dùng đến máy xay. Nếu thấy thích thì các bạn hãy cùng vào bếp và làm với mình. Để làm được món này thì mình đã chuẩn bị là một khí chuối xiêm hay còn gọi là chuối sứ. 300g mít thái mình đã lấy hạt, 150g đậu phộng, 1 lít nước cốt dừa, 120g sữa đặc, 100g đường, cuối cùng là 20g bột năng và 20g bột gạo. Đầu tiên thì mình sẽ đi rang đậu phộng, mình rang cho đến khi đậu phộng nó chín vàng và nó có mùi thơm là được nha các bạn. Đây là đậu phộng sau khi mình rang 10 phút thì nó cũng rất là thơm rồi đó các bạn. Nó chín vàng và có mùi rất thơm như vậy là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đợi cho nó nguội, để một xíu nữa mình sẽ bóc vỏ. Tiếp tục thì mình sẽ cho nước cốt vào nồi. Rồi mình hòa tan bột gạo bột năng vào để tạo độ sánh dẻo cho kem. Rồi đến đường, lượng đường thì các bạn có thể tùy chỉnh cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mình. Sau đó là đến sữa đặc. Rồi mình thêm vào là 1/3 muỗng nhỏ muối. Mình sẽ khuấy đều lên, rồi đem lên bếp để nấu. Mình nấu nước cốt với mức lửa nhỏ, cho nó sôi lên và sánh lại. Trong thời gian nấu thì các bạn cũng khuấy để nước cốt nó không bị lắng xuống dưới và nó không bị khét nha các bạn. Sau khi nấu được 10 phút thì nước cốt nó cũng đã sánh lại rồi. Như vậy là được rồi đó các bạn. Mình sẽ tắt bếp và đợi cho nó nguội. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi chuẩn bị chuối. Bây giờ thì mình sẽ lột vỏ chuối. Khi mua thì các bạn chọn loại chuối chín mùi thì nó sẽ ngọt và ngon hơn. Chuối chín mùi thì nó cũng thơm hơn nữa đó các bạn. Chuối sau khi lột vỏ xong thì mình sẽ sắc nhỏ ra. Đầu tiên thì mình sẽ sắc chuối ra làm 4. Sau đó thì mình sẽ sắc nhỏ lại thành từng hạt lũ như vậy nè các bạn. Tương tự như vậy thì mình sẽ làm cho đến hết. Tương tự như chuối thì mít mình cũng sắc thành hạt lựu vừa ăn luôn. Sau khi sắc xong thì mình sẽ để chuối và mít vào một cái thau. Cái thau hơi lớn lớn một xíu nha các bạn, để mình trộn cho nó dễ hơn. Quay lại phần đậu phộng thì mình cũng đã bóc vỏ xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ giã nhỏ ra. Mình giã cho nó bể 2, bể 3 là được rồi. Không cần phải giã nhuyễn đâu nha các bạn. Sau khi giã xong thì mình sẽ cho vào chuối và mít luôn. Rồi mình cho hỗn hợp nước cốt vào luôn nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ trộn lên. Trộn đều lên rồi thì nhìn rất là ngon luôn nè các bạn. Bây giờ mình đi chuẩn bị làm kem là được rồi.
mình đã chuẩn bị một vài cái túi ni lông và dây thun. Ngoài ra thì thêm nửa cái đầu chai để mình dễ cho kem vào túi hơn. Mình sẽ mở rộng miệng túi, rồi mình cho cái đầu chai vào. Tiếp tục thì mình sẽ cho hỗn hợp kem vào luôn. Nếu chuối và mít nó không xuống thì các bạn dùng một chiếc đũa mình chọt như vậy cho nó xuống nhé. Sau khi cho vào xong thì mình sẽ buộc lại. Các bạn cho vào hơn nửa bịch thôi. Mình chừa lại một khoảng để mình buộc dây thun cho nó dễ. Tương tự như vậy thì mình sẽ làm cho đến hết. Như vậy mình đã làm xong rồi. Tổng cộng thì mình đã làm được là 28 túi kem. Bây giờ mình sẽ cho vào dĩa để mình đem vào tủ lạnh. Mình sẽ cho vào ngăn đông tủ lạnh và để cho đến khi nào kem nó đông lại. Kem thì mình đã để được khoảng 15 giờ rồi đó các bạn. Từ hỗn hợp nước cốt dừa, mít và chuối thì nó đã đông lại thành kem như vậy rồi nè các bạn. Kem chuối túi như vậy thì nó rất là tiện lợi. Khi ăn thì các bạn chỉ cần mở ra là mình đã ăn được rồi. Mình mời các bạn. Mình ăn vào thì kem nó thơm ngon, dẻo mềm. Nó có vị béo ngon của nước cốt dừa, vị ngọt và mùi thơm đặc trưng của chuối và mít. Ngoài ra thì đậu phộng rang nó cũng rất là thơm và béo béo nữa. Ngon lắm luôn đó các bạn ơi. Ngoài ra để không bị lạnh tay thì các bạn có thể cho ra ngoài chén như vậy, rồi mình dùng muỗng mình ăn. Vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Và nếu hay thì hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và bấm vào nút chuông để có thể nhận thông báo về những video sau của mình sớm nhất. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn lại các bạn ở những video lần sau.